Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn để mà hát ca khúc Về Với Ngài của ca nhạc sĩ Phan Đình Tùng. Thì đối với ca khúc này chúng ta sẽ đềm theo điệu xì lâu ha. Và trong phần phiên khúc thì chúng ta sẽ đềm theo cái rải hợp âm nhẹ nhàng và dẫm nhịp. Thì bây giờ mình sẽ intro mẫu và hướng dẫn đềm hát mẫu cho các bạn tham khảo ha. Đầu tiên sẽ là về phần intro. Đó là về phần intro ha. Thì chúng ta cứ đánh theo hợp đầu tiên là hợp âm đô thứ, sau đó đến son bảy đảo, đảo một ha, xong rồi đến là pha thứ ha, đây pha thứ đảo ha, pha thứ đảo một rồi đến son bảy là đã. Cứ theo vòng hợp âm đó thì các bạn sẽ ra phần intro. Bây giờ mình sẽ đánh lại phần intro một lần nữa. Câu đầu tiên chúng ta sẽ đềm về với Ngài, chúng ta sẽ đánh là đô thứ 9 ha, thêm re vào nữa. Đây, về với Ngài vì con đây tội lỗi, về với Ngài. Chúng ta sẽ dẫm nhẹ nhàng, có thể 1, 2, 3, 4. Đã đơn giản như vậy ha, mình sẽ đánh lại. Về với Ngài vì con trưởng qua son bảy hả, rồi tiếp tục về với Ngài vì con nên say trong ha, để con nên say trong pha thứ đã, rồi đến lạy Chúa. Lạy Chúa chúng ta sẽ đi tay như vậy ha, lạy Chúa rải theo những nốt của hợp âm la giáng 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 ha. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, đến chỗ này là rê thứ giáp 5 ha. Con yêu mến Ngài vì điều vì được Ngài, chúng ta chấm nhịp như vậy, được Ngài thứ tha. Thứ tha đây là son sớt 4 nè, son đô rê thứ tha ha, đây. Để chuyển qua son 7 được chưa nào, son sớt 4 là những nốt này. Rồi chúng ta sẽ quay lại từ đầu, về với Ngài lòng con sướng vui hạnh phúc. Thì đến đó thì chúng ta sẽ đềm lại từ đầu y như thế ta ha. Rồi khi mà đến cái chỗ mà dòng thứ tư ha, cái chữ mà được Ngài bên yêu, đến cái chỗ son bảy, vì được Ngài bên yêu,
Chúng con sẽ rải ở ông đô trưởng lên. Amen. Chúng con rải ông đô trưởng lên. Rồi vào phần điệp khúc, Chúa là tình yêu. Chúng con đánh tới giai điệu này. 1, 2. Chúa là tình yêu. Thiên đường cứu rỗi là thiên đường. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và chúng ta sẽ rải tay lên. Được chưa nào? Mình sẽ làm phần điệp khúc các bạn. Chúa là thiên đường. Chúng ta sẽ đánh lại một lần phần điệp khúc B. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là biết bao an vui. Bên bờ an vui, các bạn sẽ đánh la giá và chuyển qua son bài. Và về lại đô trưởng, các bạn sẽ lại ta lên. Đó, đây là cái phương pháp để chúng ta điểm ý tưởng về cái bài Về Với Ngài của nhạc sĩ Phan Đình Tùng. Thì bây giờ mình sẽ intro mẫu lại và điểm hát mẫu cho các bạn tham khảo ha. Để chúng ta điểm hát bài Về Với Ngài của nhạc ca sĩ Phan Linh Tùng ha. Chúc bạn thành công, hẹn các bạn vào bài tiếp theo.